mới hạnh phúc vui vẻ nha. Đến kênh của mình là HBAT Tan Vlog nha. Hôm nay mình đi xuống Sủ Quào chơi cả nhà. Sủ Quào là bên An Minh, bên Nam Thái Hà đó. Dài ra xong đây là trên cái cống nè cả nhà, cống Sủ Quào. Rộng mênh mông. Bên là tao nuôi tôm với nuôi sò nha các bạn, nuôi sò cũng nuôi tôm luôn á, nuôi sò rồi nuôi tôm, sò với tôm tao nuôi chung. Nắng cá quá. Đứng nó đi. Rồi quay cho. Review cái này kìa. Này là trên cái cống này nha cả nhà. Đây cống. Cống này người ta mở ra cho nước ra vô bình thường chứ không có ngăn mặn. Mình lên trên cống mình quay cho cảnh đẹp chút nha cả nhà. Gần đây nó hát karaoke tiếng nhạc rền quá, nói mà nghe không rõ anh em thông cảm nha. Leo lên cao quay xuống đẹp không cả nhà? Cảnh quá đẹp luôn ha. Anh
anh em nào mà vô kênh mình xem mà chưa có đăng ký đó, anh em mà vô đăng ký cho mình một cái like và một chia sẻ nha anh em, để mình có động lực mình làm nhiều cái video hay hơn nha. Nó thấy hòn nhô rồi đó là có hòn tre đó nha anh em. Có hòn tre đó mình thấy là chỉ có cái ngọn thôi, nhưng mà đó là nằm tuốt ngoài bờ biển ở ngoài. Mình thì mình ở trong bờ.